Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, những năm gần đây, Trung Quốc đại lục thường xuyên xuất hiện nhiều hiện tượng thiên văn bất thường hay còn được gọi là dị tượng. Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2022, tại nước này ít nhất 5 lần xuất hiện hiện tượng thiên văn hiếm gặp, nhiều mặt trời cùng đồng thời chiếu sáng. Bước vào đầu năm 2023, ngày 4 tháng Giêng âm lịch tại Thiên Lĩnh Niêu Linh xuất hiện hiện tượng 3 mặt trời cùng tỏa sáng. Mới đây nhất vào ngày 28 tháng 2, tại Vận Thành, Sơn Tây, người dân đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ, đáp lại khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán. Vậy rốt cuộc dị tượng nào đã xuất hiện tại Trung Quốc đại lục khiến chính quyền Tập Cận Bình đứng ngồi không yên? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Mấy năm qua, tại Trung Quốc liên tục xuất hiện các loại dị tượng như trăng máu, cá chết hàng loạt, sông chuyển thành đỏ, hoa âm phủ nở rộ, quả đèn bay kín trời, tuyết rơi mùa hè. Nếu chú ý quan sát, thì theo sau mỗi dị tượng này đều có các tai họa lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mức độ và quy mô càng lúc càng lớn, biến hóa khó lường, hậu quả gây ra không thể kê đếm. Mới đây nhất, vào ngày 28 tháng 2, tại Vận Thành, Sơn Tây, người dân đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ lặp lại, khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán. Vậy rốt cuộc, dị tượng nào đã xuất hiện tại Trung Quốc đại lục khiến chính quyền Tập Cận Bình đứng ngồi không yên? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Người Trung Quốc quan niệm thiên nhân hợp nhất, quân quyền thần thụ, quyền lực của vua do thần trao cho. Người ta coi vua là thiên tử, chính là con trời, là thụ mệnh trời mà cai trị nhân gian. Vậy nên, một vị chân mệnh thiên tử phải có trí tuệ và thuận theo ý trời thì mới có thể giữ cho triều đại của mình thịnh trị lâu dài. Khi thiên thượng hài lòng với những sự việc ở nhân gian thì sẽ cho mưa thuận gió hòa và những con vật mang biểu tượng cát tường như ý sẽ xuất hiện như phượng hoàng, kỳ lân. Nếu thiên thượng muốn bày tỏ sự không hài lòng thì sẽ giáng thiên tai, nhân họa, nhật thực, nguyệt thực, lũ lụt, hạn hán. Phải chăng dị tướng mới đây xảy ra ở Trung Quốc liệu có phải là dự báo cho một đại nạn sắp xảy ra? Bước vào đầu năm 2023, ngày 4 tháng Giêng âm lịch, tại Thiết Lĩnh Liêu Ninh xuất hiện hiện tượng ba mặt trời cùng tỏa sáng. Cách đây không lâu, ngày 28 tháng 2, tại Vận Thành, Sơn Tây, cũng có người dân chụp được cảnh tượng kỳ lạ tương tự. Trên bầu trời đồng thời có bốn mặt trời. Theo tin của các phương tiện truyền thông, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 2. Một người dân tại Vận Thành, Sơn Tây quay được hiện tượng hiếm gặp. Trên bầu trời đột nhiên đồng thời xuất hiện bốn mặt trời. Theo miêu tả của ông Lý, một người chứng kiến sự việc, ban đầu trên bầu trời xuất hiện ba mặt trời, sau đó trở thành bốn, một lúc sau nhìn lại thì thấy biến mất. Trước đây tôi chưa từng gặp, nhưng biết rằng đây không phải hình thành do sự khúc xạ thủy tinh. Nhiều kênh truyền thông tại Trung Quốc đại lục cũng đưa tin, video cũng được người dân lan truyền trên mạng khiến mọi người quan tâm. Người xưa quan niệm, xuất hiện sự việc bất thường tất có yêu ma. Theo chia sẻ của một người dân địa phương, bốn mặt trời cùng xuất hiện có nghĩa là tai họa sắp xảy ra. Cũng có người nói, người xem có thể đã chụp thông qua hai tầng kính thủy tinh, tạo ra giả tượng bốn mặt trời cùng xuất hiện. Tuy nhiên, dị tượng nhiều mặt trời cùng xuất hiện thực sự có tồn tại. Hơn nữa, tới thời cận đại, sự xuất hiện của những hiện tượng thiên nhiên này ngày càng thường xuyên. Dị tượng xuất hiện tại Sơn Tây lần này còn có một điểm đặc thù khác. Hiện tượng nhiều mặt trời đồng thời xuất hiện trước đây đều phân bố ở những nơi tương đối xa xôi, khoảng cách mặt trời khá xa và thành một vòng tròn. Còn dị tượng lần này, mặt trời sắp thành một hàng, hơn nữa khoảng cách rất gần. Khoa học hiện đại gọi hiện tượng này là mặt trời giả. Hiện tượng mặt trời giả từ cổ xưa đã xuất hiện. Nổi tiếng nhất trong các cổ thư của Trung Hoa là câu chuyện 10 mặt trời cùng xuất hiện vào thời Đế Nghiêu. Đối với nguyên nhân hình thành hiện tượng, các nhà khoa học thời hiện đại không thể đưa ra những giải thích khiến người dân tâm phục khẩu phục. Vào thời Trung Quốc cổ đại, mỗi triều đại đều có một bộ phận chuyên quan sát các hiện tượng thiên văn. Mỗi khi xuất hiện các hiện tượng bất thường, các nhà thiên văn học đều sẽ đưa ra những dự ngôn về cát hung, phúc họa để cảnh báo người đang nắm quyền tự nhìn lại những sai sót của bản thân.
Vậy các nhà thiên văn học cổ nhìn nhận như thế nào về hiện tượng nhiều mặt trời cùng xuất hiện? Trong Tấn Thư, Thiên Văn Chí có ghi chép, tháng 1 năm 314 sau Công Nguyên có 3 mặt trời di chuyển từ Tây sang Đông. Tháng 1 năm 317 lại xuất hiện dị tượng 3 mặt trời có cầu vồng trắng thông thẳng lên thiên đình. Các nhà chiêm tinh nói, cầu vồng trắng báo hiệu có tai họa chiến tranh. 3 mặt trời cùng xuất hiện không có 3 tháng, chư hầu muốn tranh đấu làm hoàng đế. Tuy nhiên, tháng 3 chư hầu nước Ngô ở Giang Đông xưng đế, lại có chư hầu khác xưng vương, thiên hạ đại loạn. Trong Ất Tỵ Chiêm, nhà thiên văn học Lý Thuần Phong đời Đường cũng đề cập, nhiều mặt trời đồng thời xuất hiện là điềm báo thiên hạ sẽ phân chia. 2 mặt trời cùng xuất hiện thì chư hầu có mưu phản là họa diệt vong. Thiên hạ chiến loạn, kẻ vô đạo phải chết, 2 mặt trời cùng chiếu gọi là dương minh. Vua giả đối kháng, thiên hạ có 2 vua tương tranh. Nhiều mặt trời cùng xuất hiện, thiên hạ phân chia, mỗi nơi lập ra bá quan riêng, pháp lệnh bất nhất. Các vua cùng xuất hiện, nói rằng nhiều thiên tử trong cổ thư Khai Nguyên Chiêm Kinh thời Đường cũng có nhiều ghi chép liên quan tới mặt trời giả. Trong Kinh Thị viết, 2 mặt trời cùng xuất hiện là dự báo chư hầu mưu phản, tự bị diệt vong, thiên hạ khởi binh, quần thần vô đạo bị diệt vong. Trong Tống Sử có ghi chép, khi Triệu Khuông dẫn đóng quân dừng nghỉ tại trạm dịch Trần Kiều, trong 3 quân có một người am hiểu về thiên văn tên Miêu Huấn. Ông quan sát tinh tượng và thấy trên bầu trời đồng thời xuất hiện 2 mặt trời, tia tử ngoại dạo rực, kéo dài trong thời gian lâu. Miêu Huấn thở dài nói, đây có lẽ là thiên mệnh. Sau đó xảy ra binh biến Trần Kiều, Triệu Khuông dẫn lên ngôi vua, cũng chính là Tống Thái Tổ thời nhà Tống. Theo ghi chép trong các tài liệu lịch sử, ngày 18 tháng 4 năm 1981 từng xuất hiện hiện tượng 5 mặt trời cùng xuất hiện. Cư dân của thị trấn Bản Kiều, thành phố Đông Dương, tỉnh Hải Nam nhìn thấy trên bầu trời đồng thời xuất hiện 5 mặt trời đỏ chói, 3 ở phía đông, 2 ở phía tây. Cảnh tượng kỳ lạ này kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ mới dần dần biến mất. Thật trùng hợp, vào ngày 25 tháng 1 cùng năm, vụ án Lâm Bưu, nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhóm phản cách mạng Giang Thanh đã được kết thúc. Vào ngày 27 tháng 6, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua nghị quyết chính thức bác bỏ cách mạng văn hóa và nghị quyết cho rằng Mao Trạch Đông phải chịu trách nhiệm chính. Theo quan điểm thiên nhân hợp nhất của người Trung Quốc cổ đại, mặt trời cũng giống như bậc quân vương nơi nhân gian. Vì vậy, khi xuất hiện dị tượng liên quan tới mặt trời đều là thiên tượng đang cảnh báo tới người đang cầm quyền tại nhân gian. Nếu một ngày nọ, trên bầu trời đồng thời xuất hiện từ 2 mặt trời trở lên, có nghĩa là điềm báo thiên hạ sắp đại loạn, báo trước quân vương sẽ bị thay đổi, vương triều hiện tại sẽ bị lật đổ. Trước đó, vào ngày 15 tháng 8 năm 2022, 3 mặt trời xuất hiện trên bầu trời thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một số cư dân mạng cho rằng đây là điềm gở, báo trước việc cải triều hoán đại. Cũng có cư dân mạng thốt lên, khó trách trời nóng như vậy. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào ngày 15 tháng 8, 3 mặt trời xuất hiện trên thành phố Quảng An, Tứ Xuyên, gần như sáng và chói như nhau. Và một trong những mặt trời tạm thời bị mây che. Một số phụ nữ địa phương quay video cho biết, kỳ lạ là hôm nay có 3 mặt trời, thực sự là 3 mặt trời, một mặt trời bị mây che mất. Cư dân mạng địa phương đã chia sẻ đoạn video về 3 mặt trời cùng hiện trên bầu trời Quảng An trên Weibo, kèm theo chú thích. Gần đây, nhiều hiện tượng lạ về mặt trời đã xuất hiện trên khắp đất nước. Đoạn video cho thấy 3 mặt trời cùng xuất hiện ở Quảng An, Tứ Xuyên. Khó trách năm nay trời lại nóng như vậy. Một cư dân mạng cho biết, trên trời có dị tượng không phải điềm lành. Đại hội toàn quốc lần thứ 20 đang đến gần, có phải sắp cải triều hoán đại không? Một cư dân mạng khác đã tóm tắt những dị tượng gần đây ở Trung Quốc đại lục. Trên trời có dị tượng xấu, dưới đất có đại khổ nạn. Từ mặt trăng máu ở phía Bắc đến mặt trời xanh ở Bắc Kinh, từ 3 mặt trời ở Hà Bắc đến 4 mặt trời ở Đông Bắc, từ cây tre nở hoa ở Chiết Giang đến bầu trời đỏ như máu trên các đảo ở Chiết Giang. Toàn bộ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một đại tai nạn kinh hoàng, đại khổ nạn, đại nguy cơ,
đại kinh hoàng, đại hỗn loạn. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục và số ngày nhiệt độ cao đã phá vỡ mức kỷ lục lịch sử. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ trong 4 ngày liên tiếp. Nhiệt độ cao nhất ở Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Giang Tô, Giang Tây và các khu vực khác của đại lục có thể lên tới trên 40 độ C. Mực nước đoạn Vũ Hán trên sông Trường Giang xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Còn ở An Huy, Quý Châu, Trùng Khánh và các tỉnh thành phố khác, sông Trường Giang đã ngừng chảy. Như chúng ta đã biết, mấy năm gần đây ở Trung Quốc đại lục liên tục xuất hiện các loại thiên tượng cực kỳ hiếm gặp. Các loại thiên tai nhân họa chưa từng có cũng liên tục phát sinh. Có người cho rằng đó là điềm báo đại hung cho nhà cầm quyền Bắc Kinh, báo trước một sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn hóa Á Đông nhấn mạnh thuyết nhân quả báo ứng. Những việc ác mà người ta gây ra trong đời này sẽ có nghiệp báo ở đời sau. Thậm chí hiện thế hiện báo ngay trong chính đời này. Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã dày đạp lên những truyền thống của dân tộc Trung Hoa, ra tay đàn áp con dân Hoa Hạ đến cùng cực. Máu của những người đã chết vì đại cách mạng văn hóa, những sinh viên đã ngã xuống ở quảng trường Thiên An Môn, những người tu học Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, có lẽ đã đến lúc trả nợ rồi. Quý vị thân mến, theo tin của các phương tiện truyền thông, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 2, một người dân tại Vận Thành, Sơn Tây quay được hiện tượng hiếm gặp. Trên bầu trời đột nhiên đồng thời xuất hiện 4 mặt trời. Theo miêu tả của ông Lý, một người chứng kiến sự việc, ban đầu trên bầu trời xuất hiện 3 mặt trời, sau đó thành 4, một lúc sau lại nhìn thấy biến mất. Trước đây tôi chưa từng gặp, nhưng biết rằng đây không phải hình thành do sự khúc xạ thủy tinh. Nhiều kênh truyền thông tại Trung Quốc đại lục cũng đưa tin video được người dân lan truyền trên mạng khiến mọi người quan tâm. Người xưa quan niệm xuất hiện sự việc bất thường, tất có yêu ma. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.